loại truyền thống của người Eda. Em xin tự giới thiệu với cả nhà, em tên là Hờ Linh, người Eda. Thì trong ngôi nhà của em là sẽ sống theo chế độ mẫu hệ, là phụ nữ sẽ là người nắm quyền, con cái sinh ra là mang họ mẹ, và khi tụi em lớn lên sẽ đi bắt chồng về làm rể nhà mình. Thì cứ mỗi một cô con gái trong nhà thì sẽ là một hộ gia đình mới. Ngôi nhà mình sẽ được cơi nới theo một gian nhà, cứ thế làm cho ngôi nhà già ra, cho tới khi nào mà trong nhà mình hết con gái bắt chồng về thì đó mới là chiều dài của ngôi nhà. Và phía trước ngôi nhà chị thì mình sẽ thấy có hai lối cầu thang ạ. Cầu thang bên này gọi là cầu thang đực, sẽ dành cho các thành viên nam, trẻ nhỏ, con rể trong gia đình đi. Còn lối cầu thang bên này em gọi là cầu thang cái, quý đến thăm nhà. Thì hôm nay anh chị là khách quý đến thăm nhà, em mời cả nhà mình cùng nhau đi lên như nhất bằng lối cầu thang cái. Ở trên cái cầu thang cái này, đây là biểu tượng của bầu sữa mẹ, thể hiện chế độ mẫu hệ của người Eda. Anh chị khi đi lên cầu thang này mình sẽ chạm tay vào bầu sữa mẹ này. Hành động này là đang thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà, tôn trọng không cần người Eda. Thì đến với Tây Nguyên, em mời cả nhà mình sẽ cùng nhau theo chế độ mẫu hệ một ngày. Mình ưu tiên người phụ nữ xinh đẹp đi trước ạ. Đây, bỏ vô bụi. Mình phải dịnh đúng không? Dạ. Rồi, bóp nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, em xin mời mấy anh đi ạ. Nhân, anh hãy lên, hãy lên đường. Dạ. Nguyên cái xe mình có đồ đầy đủ hết trơn. Đó. Gờ má, rồi. Dạ không, đây là quý nhà đi bên này. Là đi bên còn anh muốn làm rể nhà em thì anh đi bên này. Không, anh không làm rể được anh ơi. Anh làm rể được rồi. Đó. Dạ cả nhà ơi, trong ngôi nhà của em mặc dù rất là dài nhưng mà nhà em sẽ chia làm hai gian chính ạ. Một gian để đón tiếp khách và một gian để sinh hoạt. Thì hiện tại cả nhà mình đang di chuyển trong gian đón khách của ngôi nhà. Và người Eda em gọi gian này là gian gáp. Thì ở phía đầu nhà em sẽ đặt một cái ghế ạ. Cả nhà mình ơi, đây là cái ghế có tên tiếng Eda là cặp banh điếc, sẽ dành cho người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất nhà mới được ngồi lên. Wow. Em mời mấy chị ngồi thử đi ạ. Ồ. Ngồi được không em? Dạ không. Ghế này chỉ dành cho người phụ nữ quyền lực thôi ạ. Quyền lực đó, người phụ nữ quyền lực. Người phụ nữ quyền lực. Ngồi nhân ngồi được mà. Người phụ nữ quyền lực. Cái dáng nó nam ngồi đúng không? Dạ thưa cả nhà, em mời cả nhà mình ngồi ghế. Ngồi đây. Ngồi anh là quyền lực nhất. Làm để gì đâu? Dạ, anh ơi, anh làm rể thì anh